Xem ngày tốt bốc bát hương tháng 9 âm lịch cho ban thờ gia tiên, ban thần tài, bốc bát hương nhập trạch, được lộc trời cho, suốt đời giàu có, bình yên. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 9 âm lịch, cấm kỵ bốc bát hương. 2. Những ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương, bốc lại bát hương trong tháng 9 âm lịch. 3. Những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào không dùng được những ngày tốt này. 4. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. 5. Nghi lễ văn khấn và những thứ cần thiết để bốc lại bát hương. Đó chính là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, bốc bát hương được xem là biểu tượng của nền văn hóa tâm linh, là phong tục tập quán đặc sắc và lâu đời của người Việt. Phong tục này được dân tộc Việt coi trọng, gìn giữ bằng tất cả sự tin yêu và tôn kính. Trong mỗi tháng đều có những ngày tốt đẹp để bốc lại bát hương và thực hiện nghi lễ thờ cúng. Ngoài ra, khi gia đình chuyển sang nhà mới hay lập ban thờ mới như ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ Táo, thì cũng cần chọn ngày tốt để bốc bát hương cho được chỉn chu và trang nghiêm. Trước khi bước vào xem ngày tốt để bốc bát hương trong tháng 9 âm lịch, quý vị hãy dành ra 30 giây để tìm hiểu đúng về nghi lễ cũng như những thủ tục cần thiết khi bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, ban thờ Phật, ban thờ mẹ Quan Âm. Thưa quý vị và các bạn, bát hương là nơi để kết nối giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản chăm sóc gia đình. Vì thế việc bốc bát hương mới là điều tốt quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã có đủ đồ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương, ngoài bát hương thì cần phải có 7 thứ sau. 1. Là thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não, là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi ngày giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ, lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Là gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí chiêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Là ngũ vị hương. Giúp tẩy uế trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Là tờ di hiệu, là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương, của người cần thờ cúng. 6. Giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Là bộ văn khấn, tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết để bốc bát hương, chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt đẹp nhất trong tháng 9 âm lịch để bốc lại bát hương cho được hanh thông và may mắn. Việc lựa chọn ngày tốt để bốc bát hương không giống như những ngày khác vì nó thuộc phần nghi lễ, tế lễ nên sẽ có những quy định riêng. Để chọn ngày tốt bốc bát hương, tôn cập lập thờ, chúng ta căn cứ vào hứa chân quân ngọc hạp ký để lựa chọn ra ngày tốt đẹp nhất để bốc bát hương mới, cũng như bốc lại bát hương trong tháng 9 âm lịch, cụ thể như sau. Ông hứa chân quân thấy người đời tác phúc, thi nguyệt, bái biểu tượng trương, làm chay, có người được phúc, có kẻ tội tai họa. Có nhà lễ cầu đảo lại sinh ra họa phá tận con cháu, như vậy là tại sao? Vì thế ông hứa chân quân đã sát trong bản án thiên tào thì thấy, chỉ có những kẻ tầm thường không biết chọn ngày trung tiến thổ tiên. Chỉ vì những kẻ tầm thường không biết chọn ngày mà trung tiến tổ tiên, không biết những ngày nào trong vòng 60 của lục giáp
tuần trong các vì sao, hoặc ở đại phủ, hoặc ở nhân gian, dĩ chí phạm phải mà con cháu phải chịu tai họa vậy. Vì thế, ngài Chân Quân mới chép rành rẽ làm quyển Ngọc Hàm để cho những vị pháp sư, đạo sĩ, nhân dân mỗi khi có việc tế tự, cầu thần, lễ Phật, bốc bát hương, tránh được những ngày thiên cách, thần cách, quỷ cách trong vòng 60 lục giáp tuần trung ấy, thì tự nhiên biết được những điều cát hung. Thưa quý vị, trong tháng 9 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 dương lịch đến ngày 24 tháng 10 dương lịch. Tháng 9 là tháng Canh Tuất, là tháng thiếu chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Nhâm Ngọ, ngày 29 là ngày Canh Tuất. Trong tháng 9 có hai tiết khí là Hàn Lộ và Sương Giáng. Bước vào nội dung đầu tiên, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 9 âm lịch, kiêng kỵ cấm bốc bát hương. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch để tiến hành việc bốc bát hương, thờ cúng. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 9 âm lịch bao gồm những ngày sau. Ngày xấu đầu tiên chúng ta loại bỏ là những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 9 là những ngày ngọ, bao gồm các ngày mùng 1 Nhâm Ngọ, ngày 13 Giáp Ngọ và ngày 25 Bính Ngọ. Những ngày này ta kiêng kỵ tuyệt đối không làm việc gì. Ngày xấu thứ hai cần tránh là ngày Thọ Tử. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Thọ Tử là những ngày dần, bao gồm có hai ngày là ngày mùng 9 Canh Dần và 21 Nhâm Dần. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Trong tháng 9, ngày Nguyệt Phá là những ngày Thìn, bao gồm có hai ngày, ngày 11 Nhâm Thìn và ngày 23 Giáp Thìn. Ngày này chỉ dùng cho việc chặt cây, phá dỡ nhà cửa, không nên dùng cho việc gì khác. Ngày xấu thứ tư cần phải loại bỏ là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Trong tháng 9, ngày Thiên Địa Chuyển Sát là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Trong tháng 9 không có hai ngày này. Ngày xấu thứ năm cần tránh là ngày Tam Nương. Ngày này chủ sự về đổ vỡ, phá bại nên cần phải tránh, kiêng kỵ mọi việc không làm. Trong tháng 9, ngày Tam Nương bao gồm những ngày sau: ngày mùng 3 Giáp Thân, ngày mùng 7 Mậu Tý, ngày 13 Giáp Ngọ và ngày 18 Kỷ Hợi, ngày 22 Quý Mão và cuối cùng là ngày 27 Mậu Thân. Đó chính là 6 ngày Tam Nương cần tránh. Ngày xấu thứ 6 cần kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày này kỵ mọi việc. Trong tháng 9, ngày Nguyệt Kỵ bao gồm những ngày sau: ngày mùng 5 Bính Tuất, ngày 14 Ất Mùi và cuối cùng là 23 Giáp Thìn. Ngày xấu thứ 7 cần kiêng kỵ là ngày Con Nước. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Con Nước là ngày mùng 3 Giáp Thân và ngày 27 Mậu Thân, trùng với ngày Tam Nương. Ngày xấu thứ 8 cần kiêng kỵ là ngày Dương Công Kỵ. Trong tháng 9 âm lịch, ngày Dương Công Kỵ là ngày 25 Bính Ngọ. Đó là 8 ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ vì những ngày này chủ về phá bại và tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự việc và gây tổn hại về tài sản cũng như tính mạng của gia chủ. Bước sang nội dung thứ hai, tìm ngày tốt nhất trong tháng 9 âm lịch để tiến hành bốc bát hương, tôn cấp, lập thờ. Sau khi loại bỏ những ngày xấu, chúng ta sử dụng Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký để tìm ra những ngày tốt trong tháng 9 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ với số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Theo Hứa Chân Quân Ngọc Hạp Ký, cát hung từng ngày trong việc bốc bát hương như sau: ngày mùng 1 Nhâm Ngọ và ngày mùng 2 Quý Mùi, chư thần thần tại thiên. Nếu lễ bái cầu phúc thì 3 năm trước được tốt, nhưng 3 năm sau chịu tai họa, chết dưới chân nhà rất xấu. Ngày mùng 3 Giáp Thân và ngày mùng 4 Ất Dậu, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian 2 ngày, này lễ rất tốt. Nhưng ngày mùng 3 Giáp Thân bị phạm ngày Tam Nương nên không dùng được. Ngày mùng 5 Bính Tuất và ngày mùng 6 Đinh Hợi, chư thần tại thiên rồi lại xuống địa phủ nhân gian. Nếu người nào có phúc, tế tự toàn nguyện thượng, biểu trương tài, được công đức vô lương. Ngày mùng 5 Bính Tuất bị phạm ngày Nguyệt Kỵ nên không sử dụng được, chỉ còn ngày mùng 6 Đinh Hợi là rất tốt. Ngày mùng 7 Mậu Tý và ngày mùng 8 Kỷ Sửu, chư thần tại nhân gian địa phủ, nếu ai cầu phúc, tế lễ thì ân liễu nguyệt ngày rất tốt. Nếu ngày ấy làm việc chú chớ, thề bồi thì đại hung, vậy nên không tốt, hai ngày này không nên dùng. Ngày mùng 9 Canh Dần, chư thần tại trời để liên hợp, tính xét các bản án, nếu tế tự cầu phúc, trình tâu lễ nguyện thì hại thân, hại chủ rất xấu. Ngày mùng 10 Tân Mão, chư thần tại địa phủ nếu cầu xin việc gì, hoặc chiêu hồn đại mệnh, hoặc thiết lập bàn thờ, hoặc là đặt bài vị gia tiên thì bình bình tạm được. Ngày 11 Nhâm Thìn và ngày 12 Quý Tỵ,
Chư thần tại thiên là ngày khám hỏi sổ sinh tử, nếu tế tự thì sinh đau ốm bệnh tật, hại thầy, hại chủ rất xấu. Ngày 13 sắc ngọ, chư thần xuống khắp cõi nhân gian, nếu có người lượng trương, nếu có người thượng trương, tiến biểu, lễ tạ thổ công, thổ địa thì được thúc gấp 10 rất tốt. Như ngày này bị phạm vào tam nương, vậy nên cũng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi dùng. Ngày 14 Ất Mùi, chư thần tại thiên nếu tế lễ tạm được, tốt nhỏ thôi. Ngày này bị phạm vào nguyệt kỵ cũng không nên dùng. Ngày 15 Bính Thân, ngày 16 Đinh Dậu và ngày 17 Mậu Tuất. Chư thần tại thiên Hầu Ngọc Hoàng làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu ai làm lễ cầu thọ, tế tại thượng biểu trương triệu hồn là rất tốt. Ngày 19 Canh Tý, ngày 20 Tân Sửu, chư thần tại thiên nếu cầu phúc tế tự, chủ bệnh tật và tai họa rất xấu. Ngày 21 Nhâm Dần, 22 Quý Mão, chư thần hội họp để ký sổ, ai lễ bái cầu phúc thì rất tốt. Như ngày 22 Quý Mão bị phạm ngày Tam Nương, ngày 21 Nhâm Dần phạm ngày Thụ Tử cũng không dùng được. Ngày 23 Giáp Thìn, chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc rất xấu, hơn nữa lại bị phạm vào ngày Nguyệt Phá không dùng được. Ngày 24 Ất Tỵ, chư thần tại nhân gian địa phủ, cầu phúc tế tại, lễ bái rất tốt. Ngày 25 Bính Ngọ, chư thần ở trên trời không có ở nhân gian, nên tế lễ và cầu phúc rất xấu. Ngày này trong tháng 9 là ngày sát chủ, cũng không nên dùng được. Ngày 26 Đinh Mùi, chư thần tại địa phủ nếu cầu phúc lễ bái, biểu trương liễu nguyệt rất tốt. Ngày 27 Mậu Thân, chư thần ở trên trời không ở nhân gian địa phủ nếu tế lễ bị sát tự, tổn gia trưởng. Ngày này trong tháng 9 cũng bị phạm vào ngày Tam Nương nên tránh thì tốt hơn. Ngày 28 Kỷ Dậu, trên thượng giới có lệnh đại xá, nếu lễ bái tế tự, bốc bát hương thì rất tốt. Ngày 29 Canh Tuất, chư thần tại thiên nếu lễ bái hà bá, xạo lộ tạm được tốt, còn tiến biểu trương thì lại bị họa xấu. Như vậy là chúng ta đã xếp xong những ngày trong tháng 9 âm lịch và tìm ra được 9 ngày tốt lành nhất để bốc bát hương, tôn cấp lập thờ. Nội dung tiếp theo chúng ta cùng xem là những ngày tốt này kiêng kỵ tuổi nào và tuổi nào dùng thì sẽ được lộc trời cho, giàu sang phú quý. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. 1. Ngày 4 Ất Dậu, ngày này kỵ tuổi Mão, hợp với tuổi Thìn, Tỵ Sửu và những người có thiên can, Tân, Bính, Đinh, chiều tuổi Tân Mão 1951 và Đinh Mão 1987. 2. Ngày 16 Đinh Dậu, ngày này kỵ tuổi Mão, hợp với tuổi Thìn, Tỵ Sửu và những người có thiên can Tân, Bính, Đinh, chiều tuổi Tân Mão 1951 và Đinh Mão 1987. 3. Ngày 28 Kỷ Dậu, ngày này kỵ tuổi Mão, hợp với tuổi Thìn, Tỵ Sửu và những người có thiên can Tân, Bính, Đinh, chiều tuổi Tân Mão 1951 và Đinh Mão 1987. 4. Ngày 17 Mậu Tuất, ngày này kỵ tuổi Thìn hợp với tuổi Mão Ngọ Dần. 5. Ngày 6 Đinh Hợi, ngày này kỵ những người tuổi Tỵ hợp những người tuổi Dần Mão Mùi và những người có thiên can Nhâm Bính Đinh, chiều tuổi Đinh Tỵ 1977. 6. Ngày 10 Tân Mão, ngày này kỵ những người tuổi Dậu hợp những người tuổi Tuất Mùi Hợi và những người có thiên can năm sinh là Ất Nhâm Quý, chiều tuổi Ất Dậu 1945 và Quý Dậu 1993. 7. Ngày 24 Ất Tỵ, ngày này kỵ người tuổi Hợi hợp với những người tuổi Thân, Dậu Sửu và những người có thiên can năm sinh Bính, Mậu, Nhâm Quý, chiều tuổi Quý Hợi 1983. 8. Ngày 26 Đinh Mùi, ngày này kỵ gia chủ tuổi Sửu hợp với những người tuổi Ngọ, Mão, Hợi và những người có thiên can năm sinh Giáp, Mậu, Canh. 9. Ngày 15 Bính Thân, kỵ những người tuổi Dần hợp với những người tuổi Tỵ, Thìn, Tý và những người có thiên can Canh, Ất, Kỷ, trừ tuổi Canh Dần 1950. Như vậy chúng ta đã xét xong những ngày tốt bốc bát hương trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 có rất nhiều ngày tốt cho quý vị lựa chọn. Hy vọng qua video này sẽ giúp cho quý vị và các bạn tìm cho mình được những ngày tốt đẹp như ý, giúp quý vị chủ động tiến hành mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị cần tư vấn thêm về những ngày tốt, hãy comment ở ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết cụ thể hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.